Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 21 tháng 8. Liên quan đến đề xuất giảm phí trạm BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định điều chỉnh giảm mức phí cho các phương tiện lưu thông qua đây kể từ ngày 21 tháng 8 tới. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, mức phí qua trạm BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy áp dụng từ ngày 21 tháng 8 tới chỉ còn dao động từ 25.000 đồng đến 140.000 đồng một lượt tùy loại phương tiện, giảm 10.000 đồng đến 40.000 đồng một lượt so với mức phí áp dụng kể từ trạm này chính thức đưa vào hoạt động. Cụ thể, mức phí mới áp dụng cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng sẽ là 25.000 đồng một lượt, giảm 10.000 đồng một lượt so với mức giá trước đó. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 35.000 đồng một lượt, giảm 15.000 đồng một lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 40.000 đồng một lượt, giảm 20.000 đồng một lượt so với trước. Mức phí đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet sẽ giảm 30.000 đồng một lượt, xuống còn 70.000 đồng một lượt. Và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet giảm 40.000 đồng một lượt, xuống còn 140.000 đồng một lượt kể từ ngày 21 tháng 8. Ngoài ra, đối với các chủ xe có hộ khẩu thường trú ở 4 xã gồm Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Phú An và Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải và Nhà đầu tư là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, BOT Tiền Giang cũng đã có những phương án miễn và giảm giá vé khác nhau khi qua trạm. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét giảm mức phí qua trạm BOT Cai Lậy trước tình trạng nhiều tài xế xe tải ô tô qua đây đã dùng tiền mệnh giá thấp trả phí để phản đối mức phí cao, gây nên tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại đây nhiều ngày qua. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nước ngọt, trà, cà phê uống liền vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất 10% áp dụng từ năm 2019. Bộ Tài chính lý giải về đề nghị bổ sung nước ngọt bao gồm các loại có ga, không ga, tăng lực, thể thao, trà, cà phê uống liền, ngoại trừ nước trái cây, nước rau quả 100% tự nhiên, sữa, vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết tiêu dùng đối với các loại đồ uống có đường. Dẫn ra thống kê, Bộ Tài chính cho biết ở Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân béo phì chiếm đến 25% dân số. Ở trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ béo phì đã tăng nhanh từ 0,6% vào năm 2000, đã tăng lên 5,3% vào năm 2015, tức là hơn 8 lần sau 15 năm. Thừa cân béo phì là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh như là tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, mà việc lạm dụng nước có ga cũng là một trong những nguyên nhân. Để định hướng và hạn chế tiêu dùng đối với các loại đồ uống có đường, Bộ Tài chính cho biết ở các nước trong khu vực cũng đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại mặt hàng này. Hiện ba nước ASEAN đang xem xét áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt bao gồm Myanmar, Philippines và Indonesia. Tuần qua, thì Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam gọi tắt là VICOM đã tổ chức diễn đàn tiếp thị trực tuyến 2017. Diễn đàn nhằm mục tiêu tăng cường nhận thức về các kênh tiếp thị trực tuyến, đồng thời nâng cao thị phần của các doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế. Kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho thấy năm 2016, vượt qua công cụ tìm kiếm, mạng xã hội đã trở thành phương tiện quảng cáo trực tuyến được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ tương ứng là 47% và 41%. Cũng theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, quảng cáo qua báo điện tử và báo giấy khá ổn định, với các tỷ lệ tương ứng là 34% và 20%. Quảng cáo trên truyền hình có xu hướng giảm và ổn định dần ở mức xấp xỉ từ 10 đến 13%. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng, giai đoạn này thị trường tiếp thị trực tuyến cũng gặp phải một số những trở ngại lớn, bao gồm lòng tin của người tiêu dùng còn thấp, các dịch vụ thanh toán và dịch vụ chuyển phát chưa đáp ứng được đúng nhu cầu. Chính vì vậy, diễn đàn là dịp để các đơn vị kinh doanh trực tuyến giới thiệu về năng lực và sản phẩm của mình, cũng như giúp các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp thị trực tuyến có cơ hội nắm bắt những phương pháp tiếp thị tiên tiến và hiệu quả. Năm ngoái 2016 thì Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam đã tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội với cái số lượng đăng ký tham gia và hưởng ứng rất là nhiệt tình. Năm nay thì chúng tôi tổ chức hai nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với hai ngày tại hai nơi thì chúng tôi có một số lượng diễn giả rất là nổi bật và cung cấp thông tin cho những người kinh doanh trên internet. Đối tượng mà chúng tôi đem lại cho cái chương trình này thì đó là những cái công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về online marketing
Bên cạnh đó thì các agency sử dụng những cái công cụ đó để đưa vào quảng bá cho khách hàng của họ. Và hơn hẳn nữa là các công ty kinh doanh về thương mại điện tử, các chủ shop, các chủ của những cái trang web thương mại điện tử cũng đến đây để tiếp nhận thông tin và nắm bắt được những cái xu hướng để đầu tư cho mình một cái kế hoạch cho việc quảng bá, cho việc marketing online trong năm sau, năm nay và nhiều năm sắp tới. Tại sự kiện, nhiều chủ đề liên quan đến tiếp thị trực tuyến cũng đã được chia sẻ bởi các diễn giả là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này như phân tích thấu hiểu tâm lý khách hàng, xây dựng và định vị thương hiệu trong kỷ nguyên số, xu hướng tìm kiếm người dùng và giải pháp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi, kỹ năng thu hút khách hàng qua mạng xã hội, giải pháp tăng đơn hàng qua công nghệ livestream. Diễn đàn tiếp thị trực tuyến năm 2017 là sự kiện về tiếp thị trực tuyến có quy mô toàn quốc. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện này cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 8. Thực vị khi nhân lực cơ bắp đang dần được thay thế bởi máy móc tự động, thì ứng dụng công nghệ và việc quản trị nhân sự trở thành xu hướng được các doanh nghiệp trên thế giới áp dụng với mục đích giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi, theo đuổi ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự. Tại tọa đàm nguồn nhân lực tinh hoa công nghệ bứt phá, các chuyên gia nhân sự cấp cao và các lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đã có những chia sẻ cụ thể về vấn đề này. Theo ông Marco Brill, đối tác điều hành của McKinsey & Company cho biết, ước tính có khoảng 40-50% công việc sẽ được tự động hóa trong tương lai, dẫn đến những thay đổi về nguồn lao động. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi mô thức tìm kiếm, lựa chọn và tuyển dụng nhân sự trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam nhấn mạnh, nguồn lao động Việt Nam phần lớn là dân số trẻ và theo thống kê, người Việt hiện đang dành khoảng 25 giờ mỗi tuần để truy cập Internet. Do đó, tiếp cận và lựa chọn nhân sự thông qua công nghệ là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Hơn nữa, trước sự tác động của công nghệ, mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp ngày nay đã mới, cho nên cần phải lồng ghép công nghệ từ khâu tiếp cận thị trường cho đến khâu quản trị nhân sự để nâng cao năng lực cạnh tranh cho bản thân các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp cũng đã chia sẻ cụ thể việc ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự thông qua áp dụng cho tuyển dụng nội bộ. Bằng cách tuyển dụng này, doanh nghiệp có thể có được nguồn nhân lực đã được kiểm định từ trước. Ông Derek Colbert, giám đốc điều hành của Antena International cho biết, không chỉ ứng dụng công nghệ để tuyển dụng nhân sự, mà sắp tới Antena International còn đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Chúng tôi cung cấp kế hoạch về sức khỏe của khu vực châu Á. Chúng tôi sử dụng công nghệ để khách hàng có trải nghiệm tốt hơn về các dịch vụ, loại bỏ những giấy tờ xin việc và để cho mọi người có thể ứng tuyển online bằng hình ảnh. Sắp tới chúng tôi cung cấp khả năng cho phép người dùng tham khảo ý kiến với bác sĩ bằng những thiết bị thông minh như smartphone, tablet. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đến bệnh viện. Công nghệ là chìa khóa trong chiến lược phát triển của chúng tôi. Tọa đàm nguồn lực tinh hoa, công nghệ bứt phá là một chương trình nằm trong khuôn khổ giải thưởng Việt Nam HR Award, vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc do Báo Lao động và Xã hội phối hợp cùng công ty Talentnet tổ chức. Giải thưởng đã qua 2 lần tiến hành vào năm 2014-2016 và lần thứ 3 sẽ diễn ra vào năm 2018. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không. Theo khung giá này, thì dịch vụ an ninh và dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay sẽ tăng theo lộ trình kể từ ngày 1 tháng 10 tới. Cụ thể, giá dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không để chi trả cho các dịch vụ soi chiếu hành khách, hành lý, đảm bảo an ninh trật tự sân bay đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế đang là 1,5 đô la Mỹ một khách sẽ tăng lên 2 đô la Mỹ một khách. Mức giá này với hành khách đi chuyến bay trong nước sẽ tăng từ hơn 9.000 đồng một khách lên mức hơn 11.800 đồng một khách. Các mức giá trên sẽ duy trì từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2017. Từ đầu năm 2018 cho đến hết tháng 3 năm 2018, mức giá dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không với khách đi máy bay trong nước sẽ tăng lên hơn 13.600 đồng một khách. Còn từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, mức giá này sẽ được tăng lên đến hơn 18.100 đồng với mỗi hành khách. Về giá phục vụ hành khách đi chuyến bay nội địa, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho phép tăng theo 4 giai đoạn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2017, mức thu áp dụng tại cảng hàng không nhóm A, B, C lần lượt là 75.000 đồng đến 70.000 đồng và 60.000 đồng một hành khách. Từ tháng 1 năm 2018 đến hết tháng 3 năm 2018, mức thu sẽ tăng tương ứng cho các cảng hàng không nhóm A, B, C là 80.000 đồng, 75.000 đồng và 60.000 đồng một hành khách. Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018, mức giá tăng tương ứng là 85.000 đồng, 75.000 đồng và 60.000 đồng một hành khách. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức giá sẽ tăng tương ứng là 100.000, 80.000 đồng và 60.000 đồng một khách.
Với hành khách đi các chuyến bay quốc tế, giá phục vụ hành khách phần lớn giữ nguyên, chỉ tăng ở một số cảng hàng không mới được nâng cấp như Đà Nẵng, từ 16 đô lên 20 đô la Mỹ một khách, Cát Bi, Vinh từ 8 đô la Mỹ lên đến 14 đô la Mỹ một khách. Theo quy định hiện hành, giá dịch vụ đảm bảo an ninh hành khách, hành lý và giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không sẽ được các hãng hàng không thu hộ khi khách mua vé, sau đó thanh toán cho cảng hàng không, đơn vị cung ứng dịch vụ an ninh. Vì vậy, đây là khoản chi cố định mà hành khách phải trả không phụ thuộc vào biến động của giá vé máy bay. Ngoài tăng phí giá dịch vụ phục vụ hành khách, Bộ cũng tăng giá dịch vụ cất, hạ cánh máy bay với các hãng hàng không. Nhu cầu sử dụng nông sản sạch ngày càng cao ở thành phố Hồ Chí Minh đang kéo theo một xu hướng tự trồng rau sạch tại nhà. Cuối tuần qua tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì ngày hội nông trại xanh đã giới thiệu đến người dân thành phố những mô hình trồng rau sạch và trưng bày những nông sản sạch đến từ những nông trại uy tín của các tỉnh thành. Đây là dàn trồng rau được thiết kế phù hợp với cả trồng trên đất và trồng thủy canh. Dàn trồng rau câu gắn hệ thống nước tưới tiêu tiện gọn, thích hợp đặt trong vườn nhà hay thậm chí là trong nhà. Và đây là dàn trồng rau mà công ty rau sạch mang tên là Rau ơi mang đến ngày hội nông trại xanh Phú Mỹ Hưng lần 2 năm 2017 diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 8 vừa qua tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Người Việt mình á trồng cây cảnh rất là nhiều nhưng mà nó cũng hơi phí tiền tại vì không ăn được. Nhưng mà cái dàn rau này là một cái ý tưởng là giúp cho cái góc vườn mình vừa xanh vừa đẹp, vừa trang trí vừa đỡ tiết kiệm tiền là sử dụng những cây cảnh không ăn được nhưng mà cái này có thể dùng được ăn được. Nếu như sáng lập của Rau ơi là hai vợ chồng Việt kiều quan tâm đến rau sạch thì sáng lập của The Fruit Republic là một người Hà Lan thấy được tiềm năng của nông sản sạch tại quốc gia nông nghiệp Việt Nam với thương hiệu MecoStar. The Fruit Republic đang tự canh, đồng thời hợp tác sản xuất với nhiều nông trại tại Đà Lạt và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi vừa có nông trại riêng của mình, vừa phát triển hợp tác với người nông dân, có thể sản xuất nông sản cho chúng tôi. Một trong những đơn vị hợp tác với chúng tôi là Đà Lạt Hash Farm. Cùng với họ, chúng tôi xây dựng một nông trại chuyên nghiệp với công nghệ cao, sản xuất theo chuẩn quốc tế như là Global Gap. Chúng tôi cũng liên kết với nông dân địa phương vì chúng tôi thực sự tin rằng với người dân địa phương bạn có thể thu được sản phẩm sạch. Vấn đề là bạn phải đào tạo và hỗ trợ họ để đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi giúp những người nông dân tiếp cận công nghệ cao hoặc là nguồn giống tốt hơn để họ có vụ mùa bội thu. Hàng chục doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia ngày hội nông trại xanh đã cho thấy nhu cầu thực và nguồn cung ngày càng lớn của nông sản sạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Xu hướng sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch đã trở thành một xu hướng được rất nhiều người hưởng ứng. Rất nhiều nông sản sạch cũng như những mô hình trồng rau tiện dụng và hiệu quả đã xuất hiện trong ngày hội, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn cư dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Tới đây thì mình thấy được có khá là nhiều cái hộ kinh doanh hoặc là những cái công ty kinh doanh những cái thực phẩm rất là đạt cái chất lượng rất là tốt. Thì mình cũng mới tới đây thôi nhưng mà mình mới đi một vòng thì thấy rất là nhiều đa dạng cái sản phẩm. Thì và ngoài ra thì có cái khu vui chơi cho các cháu thì mình cũng có hai bé đang chơi ở trong đó rồi thì cũng rất là vui. Thì tôi cũng muốn đi tham quan sơ cái những cái sinh hoạt về cái nông trường của mình để sản xuất rau xanh sạch, đó là một cái nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi đến đây thì chủ yếu là để tìm sản phẩm thức ăn sạch, với lại có món trái cây á. Trái cây thì cũng có nhiều loại để cho bé thử, nước trái cây cũng vậy. Tuy nhiên, những ngày hội nông sản sạch như ngày hội do Phú Mỹ Hưng tổ chức vừa qua, nhìn trên bình diện toàn thành phố là những ngày hội có quy mô lớn hiếm hoi, thúc đẩy quảng bá cho nông sản sạch và đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa những ý tưởng sản xuất nông sản sạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, vẫn cần nhiều hơn nữa những ngày hội như thế này để cổ vũ cho tiêu thụ nông sản sạch tại thành phố. Mục tiêu của thành phố hiện nay đó là cái chuyện là xây dựng cái chất lượng sống tốt cho người dân. Hình thử là cái việc mà tổ chức cái ngày hội nông trại xanh của Phú Mỹ Hưng lần 2 đó, đây là một cái việc làm hết sức là tốt. Mình nói đủ chưa thì chắc có lẽ là chưa đủ lắm. Mình cũng phải là đầu tư nhiều hơn nữa, phải mở rộng nhiều hơn nữa để có giới thiệu nhiều cái sản phẩm tốt để cho người dân họ có thể hưởng thụ và chia sẻ. Về phía các doanh nghiệp tham gia ngày hội, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ quan điểm về sự cần thiết có thêm những ngày hội như thế này để một là quảng bá sản phẩm, hai là cổ vũ cho nông sản sạch.
Tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận thương hiệu và những gì mà chúng tôi làm. Tôi thấy rất nhiều công ty ở đây, họ đã làm rất tốt. Họ đạt được những điều nhất định như là xây dựng được việc sản xuất an toàn. Và tôi hy vọng ngày càng có nhiều người có thể thực hiện được. Tất nhiên không dễ dàng để tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Nhưng tôi tin là nếu tất cả các doanh nghiệp đều cùng nhau nỗ lực thì chúng ta có thể làm thực phẩm Việt Nam sạch hơn. Tôi nghĩ đó là mục đích chính của ngày hội này, tạo điều kiện cho những nhà sản xuất địa phương và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận những sản phẩm tốt. Tôi nghĩ đây là một bước phát triển tốt để mang đến thực phẩm sạch cho người Việt Nam. Ngày hội nông trại xanh Phú Mỹ Hưng lần 2 năm 2017 là ngày hội thứ hai mà Phú Mỹ Hưng tổ chức sau thành công của ngày hội đầu tiên tổ chức vào năm 2016. Đây là một trong chuỗi những sự kiện văn hóa thể thao cộng đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Và tới đây thì xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Bộ Tài chính cho biết có khả năng tăng thuế xe bán tải lên 33%. Cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ bị kiểm tra 100% từ ngày 1 tháng 9.